Minasan, konnichiwa. Những hoa sen xin kính chào toàn thể quý bạn và các vị. Ở bài trước, để thể hiện sự tồn tại của sự vật hiện tượng, chúng ta sử dụng cho từ gá adimas hoặc gá imas, với có cái dù là gá adimas, có con mèo là gá imas. Ở bài hôm nay, động từ gá adimas, gá imas ngoài thể hiện sự tồn tại của sự vật hiện tượng còn thể hiện sự sở hữu, với gá adimas là sở hữu của danh từ đồ vật, gá imas dùng để thể hiện sự sở hữu người hoặc động vật. Uchi ga adimas, tôi có ngôi nhà. Hon ga adimas, tôi có quyển sách. Nekutai ga adimas, tôi có cà vạt. Inu ga imas, nhà tôi có chó. Kodomo ga imas, nhà tôi có trẻ em. Dạ, yeah, minasan, okane ga arimasu ka? Kotae wa komento shite kudasai. Vậy các bạn có tiền không? Hãy áp dụng ngữ pháp hôm nay và để lại câu trả lời dưới dòng bình luận nhé. Saigo made mite arigatou gozaimashita. Chane.